Chủ quan quá, mình cũng chết rồi. Qua đây có tốc nhưng mà tưởng không trúng rồi, mà nó chạy nhanh quá. Biết thế dùng thêm cái tốc là nó cúc luôn rồi. Hay không? Và mình đứng bạn bùa rồi. Omen đó, Omen nữa. Ui. Chạy đồng. Ôi, bực ghê. Dừng nó định đi đẩy lại à. Trời ơi, làm vậy làm gì nữa trời. Tính đường này cao này. Thả đâu rồi? Chưa thả đâu, tí nữa. Đợi tôi lên rồi. Tí thả đường dưới dưới nhé, dưới á. Ở trên nữa, đường trên còn thiếu hai chiếc trụ. Thả trên luôn nhá. Tôi thả đi cũng được. Đấy, bật ưu tiên cho độ xa ở rừng nói cho tin yên tâm. Hèn luôn đi, cần quá lính đường trên, thả trên nó có lại à. Hèn luôn à. Ôi Thịnh hết máu à? Rồi bắt gì đấy? Có bất tử. Hay rồi. Rất là sung nha. Có AD nó còn chấm máu. Nó có đánh được mấy đâu. Thôi đi. Đi hết đi à. Đi hết tim luôn mà. Xin rồi. Vết sạch luôn mà. Ủa sao nó chết vậy? Tôi không biết sao. Tôi nhớ nó đẩy được tên trên xong rồi nó chết đâu rồi, sát nó đâu cả vậy. Ok mọi người, mình đã gắn không nổi rồi. Cái gì? Nó dòng. Chú Kích sẽ phải trả giá. Xếp lên kệ trò này. Ghê vậy. Ôi, chú eo phùn lắm. Ui, đã để cho na rồi còn cố quá. Ok mọi người. Tốt rồi. Chơi biết rồi nhưng mà đông lắm, chắc là gì phí một tí. Thằng Su cứ ngắm ngắm này chắc gì không à. Đấy chẳng hạn bây giờ này bật thông tin lúc sai à đề này nó bắn lộ mình nữa rồi bắn luôn như vậy xuống hết đi nó còn xích mà luôn con giải ơi thằng đưa lại chết đó anh đưa rồi chị ơi mua không nói mua gom lại rồi mua bắn đi còn không quên được nữa bên trên lính đẹp như thế này lính trên này mấy má đẩy lấy ba đường cho chắc ăn trời ăn là thôi yên đi hồi máu luôn nè hộ gạch thôi em rồi em rồi hủy diệt support hủy diệt chờ vờ cháy quả vào cân ba không cân bốn luôn đi trái có đi được ba luôn hè lần sau làm hết rồi mình ghét cái map này nha support hay nữa vấn đề là em support là thế tốt Việt Nam luôn. Tại em đi support nên nó mới thế á. Thấy em đi support thì địch chẳng biết thua rồi, biết tức tích mà. Dạ. Cái gì anh? Cho xin một mạng đi nè. Cái thằng ngô không nó gãy chơi mình ấy. Ngoại thua một tận. Chị làm xong quá, không gãy thua một tận. Đây là kỹ năng của bọn anh.
gì vậy? Anh Đức muốn đi xe không? Để em cầm con bay anh em đèo. Sao lại sờ mốc đấy? Sờ mốc đấy là tin mình thiệt chứ ai thiệt. Sờ mốc ở cửa đi ạ. Không sợ lắm. Thấy chưa? Và đi nó đánh mà. Trái. Đấy, 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 đấy. Ok. Yo anh em, sorry mọi người, bạn hơi nhiều việc. Chết hết một lũ, chết hết một đám. Em biết chưa không? Không đi ra đây em cứu này. Thôi chết rồi, chết rồi. Còn này điên à? Đừng ra nha. Chạy đi anh, chạy đi anh, chạy đi. Đây em chết rồi, em chết rồi. Thấy support chân. Thôi đừng farm đỉnh nha, anh về landing. Không thì thằng kia farm rồi. Không đi mà nó không farm. Nghe thôi anh. Nhưng mà vẫn núp mãi. Đập. Anh Đức phải combo cùng nó chứ. Trời. Em đã hy sinh để cứu anh rồi. Dừng nó cái này. Ô dừng nó ở đây rồi này. Làm nhanh vậy. Ơ thằng kia dừng. Thằng AD đi toàn bắn người vậy. Thằng AD nó không có mana. Xong nó còn thấy bắn người. Thế bắn luôn dây dương như thế.
ở đây không mana mà tham vậy. Cố chấp về. Không đủ. Mình đem mà ulti. Chúng chúng mà này cũng không lên cả. Ờ cút rồi. Sao nhìn thấy vậy? Đúng rồi anh. Từ khi nó bước vào bụng đấy là bị lộn rồi. À từ khi bước vào bụng đấy bị lộn. Đánh nó luôn. À được, trên. Nó đánh gì nó hẳn chết sao được nào nữa mày. Chứ nó khỏe quá rồi. Cái. Ok. Ui thôi. Thằng ở đây không về, nó về được ngon. Ra đây. Nó đi nó chuyện bình thường mà. Từ khi anh vào bụi nó đã lộ rồi nó. Không, nếu mà đánh gần Phoenix anh di chuyển là Phoenix nhìn thấy. Cả team nó nhìn thấy. Phoenix giờ là nó có tự check map mà. Được tại mới ở Phoenix là nó tự soi map luôn á. Nói chung là cứ gần Phoenix là nó soi map luôn. Không, đứng im là nó không soi được. Đứng im không soi được. Ý là con Phoenix nó đi vào thấy rồi. 6 giây nó soi lần mà. Không, không hiểu. À, không phải. Nó mình phải di chuyển cơ thì nó mới nhìn thấy được. Mình đứng im là nó không thấy được. Ok. Được rồi, về đi. Đặt thôi. Thôi em này, chả cần thiết lắm. Chẳng nó có bị gì lắm. Rồi. Ở đây đâu? Lính ở đây. Đấy, có ai ra. Đánh chụp được rồi. Ờ, chết nhầm, sorry. Ờ, sorry, chạy đi. Chừng nó khổ ghê á. Chị ơi. Ê, em định lao vào cho anh chở. Không má, còn báo rồi. Thôi xin người. Cho ngay đây cho nó to hết mà nào. Cho ngay đây nó hết mà nào, nó méo chịu về rồi. Cho nó ăn. Không. Hello à, ở đây rồi. Ở thằng ở đây chơi bộ luôn mà, từ ăn gì anh? Thằng ở đây nó hết máu, hết mana, nó có thể về đâu đấy, nó vẫn ở lại này. Ấy, đụng ma không ra chích luôn rồi. Rồi. Vừa mà không úp giáp kịp là nó chết luôn rồi. Cày. Không giáp phép này. Nắn đi anh. Bằng chữ dí chúng nó. Ok. Nó phải lại đập anh. Đây. Này hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, một đám rồi nè. Đúng rồi. Ok. Ôi. Hút an toàn thì em hồi máu luôn. Chắc chắc rồi chứ còn hết xui rồi đấy. Cái nick một cái. Đây thôi. Đấy, mày vừa cũng tham. Yeah, yeah, yeah. Rồi, mày lại mua nhầm. Ôi, rồi. Đã rồi. Chắc như là. Em bỏ một số một cơ hơn.